Con ngồi đây con chơi trong này cho mát nhé, để mẹ đi lại đi, mẹ xắt đồ ra rồi mẹ nấu cơm, mẹ cắm vào cơm rồi mẹ gọi chị Ruby dạy chơi với con nhé, được không? Hả? Nè, đây là thịt này, thịt cái tôm bẩn này, nè, con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đi chơi bẩn này, đi nha, nha, mẹ rửa đồ đã, ngồi đây, ngồi đây, mẹ đi nấu cơm này. Đi con ngồi đây đi, ngồi xuống đây, nè. Nào, mang nào, mang nào, mang nào, mang nào, mẹ thương nhé. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây, mẹ nấu cơm rồi mẹ gọi chị cô Vy dạy cho với con nha.
lời luôn. Để massage cho em thêm một lúc nữa nha. Hết đau chưa? Làm mà yên đây. Nào, giữa hai chân ra, giữa hai chân ra. Đây, đây, không có cắn chân nha. Con có cái tập hay cắn chân á, nên là nó hay bị đau như thế á. Con đừng có cắn chân con nha. Chân của mình mà, mình phải yêu thương chứ. Cái là nhờ qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Mẹ đứng đây mày xem nè. Hai chân mày xem nè. Giỏi quá. Thoải mái chưa? Vòng lại nha. Bữa nay là không được chơi vận động mạnh đâu đó, đi lại nhẹ nhàng thôi. Rồi đây mẹ ẵm ra chung chung nè. Đi, ngoan đang đợi mình ngoài đá đó. Đi, đi hai, sao mẹ mén mẹ trang chung chung nè. Không nén nè.
chung của mẹ như thế này. Ôi, à, cái vết gặm thế này thì chỉ có mon thôi. Mon hư nhờ. Mon ăn chung chung của mẹ rồi Bi này. Bữa nay mon hư quá này. Nhưng mà đây cũng đang còn nhiều, không sao, Bi không phải lo nhá. Bây giờ hai mẹ con mình đi tìm mon xem. Mon, trời ơi, mon ăn một quả này, hai quả này, ba quả, bốn quả. Trời ơi, mon ăn năm quả. Mon ăn nhiều thế, còn một quả dở quá, ăn không hết nữa này. Mon hư thế nhờ. Bây giờ mình đi tìm mon nhá. Đi nào. Cái bụng to thế này này. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Mon ơi, sao con không đợi mẹ với chị Cô Bi mà con ăn trước vậy? Ăn trộm như Thư lắm. Hả? Sao? Con đói bụng hả? Mẹ bảo đợi mẹ xíu mẹ ra liền mà. Thế mà đã ăn trộm của mẹ. Thế bây giờ ngồi đây với chị Cô Bi mẹ lại lấy chung chung ăn nhé. Mon ăn nữa không? Hử? Nào, ngồi đây với chị Bi nè, mẹ lại lấy chung chung hai chị em ăn nè. Nè, đi ngồi đây với em đi con. Nè, đi ngồi đây ôm em đi. Chị Bi mà này. Cho Mon này. Đấy. Mon bữa sau không được ăn trộm của mẹ nữa nhé Mon nhé. Đây mẹ cho Bi, cho chị Bi. Này con ăn đi, của con đây này. Con cũng muốn mẹ bóc mãi.